tới ngày 28 âm lịch này là tròn 1 tháng. Mới mấy ngày 28 Tết á. 28 Tết. Được cũng mệt mà mấy đứng phân nhỏ nhỏ. Nhà tôn xanh đó trước mình cũng làm luôn, 9 tháng mấy ngày đó, gần 50 tổ. Nhà tôn xanh chim chơi không nhiều nhưng mà ở nhiều lắm, cái đôi đường cua cực kỳ nhiều luôn. Xuống từng tẹt ở là 2 con, còn ở rải rác đều hết, chưa đều hết các phòng, phòng con 2 con, con 2 con nữa. Mới chưa được tháng, mấy ngày mới được tháng, ngày 24 tới ngày 28 là tháng.